Cùng xem lại xét đồ của cao thủ thiếu lâm này lại một lần nữa. Đối thủ của anh đó là cao thủ Nam Độc, cây đao chấn phái, tốc 30, sát thương 35 điểm và 80%, tấn công chí mạng là 3%, và kèm theo là kháng độc được thêm 30 nữa. Cái nón Định Quốc. Dây chuyền thì sẽ có hai dòng quan trọng, đó là dòng kháng tất cả 17 và thời gian trúng độc 30. Áo thì hai dòng quan trọng, đó là dòng phục hồi 40 và trúng độc được 20. Hai dòng quan trọng khi thi đấu với Nam Độc. Bao tay thủy, ngọc bội mộc, nhẫn làm chậm 40 và đai làm chậm 40. Hai món này sẽ kích được cả hai cái dòng thời gian trúng độc này. Nhẫn trên thủy và đôi giày thủy nữa. Đi con ngựa kháng tất cả 5. Phi phong kỹ năng vốn có một cấp. Trên đầu có cái vòng nguyên soái nha anh em ơi. Trên đầu của cao thủ thiếu lâm này có vòng nguyên soái, và có thêm cái ấn của trưởng môn môn phái thiếu lâm nữa. Vô tướng chảm cộng thêm một cấp nữa. Càn khôn là 2, phi phong là 3, nguyên soái là 4. 4 kỹ năng vốn có một cấp. Cộng thêm cái này nữa là vô tướng chảm, sẽ cộng thêm 5 cấp vô tướng chảm. Ngọc bội à, cái này trang sức kháng tất cả 5 và mặt nạ kháng tất cả 10. Cái đao này thì còn được thêm kháng độc 30 đấy anh em ạ. Nhưng mà chúng ta thử xem có kích được không nhá anh em ơi. Sẽ kích được luôn dòng kháng độc, bởi vì là áo thổ với dây chuyền thổ. Như vậy kích được cả dòng kháng độc luôn rồi. Có tí nữa mình sẽ lai công thành chiến nhá. Sau cái lai này mình sẽ xuống lai, và sau đó sẽ lai công thành chiến. Ok, đến giờ này thì chắc chắn là hai bên đều đã biết đối thủ của nhau rồi. Chắc sẽ không còn bị lộ cái miếng đánh của các cao thủ nữa. Thì bây giờ mình sẽ vào hậu trường luôn, và sau luôn xét đấu của Nam Độc để anh em đánh giá tương quan lực lượng của hai bên. Khi thi đấu với Thiếu Lâm thì chúng ta sẽ nhìn xét đồ của Nam Độc. Nam Độc cũng cầm cây đao chấn phái, tốc độ 30, độc sát ngoại 30 điểm, sát thương 80% và băng sát ngoại là 74. Cao thủ này mặc một set đan bang. Và chúng ta soi mức làm chậm và phòng thủ. Đầu tiên đó là làm chậm 40 ở nón, chậm 40 ở bao tay, chậm 40 ở áo là 120. Cây đa thì chậm được có 20 thôi, thì cũng được về mốc làm chậm 120 rồi. Và phòng thủ thì chúng ta thấy 25 ở nón, 25 ở bao tay, 25 ở áo, 21 ở đai lưng và 25 ở cái ấn nữa. Tức là với mức độ phòng thủ vật lý và mức độ làm chậm thế này thì cao thủ Nam Độc sẽ sẵn sàng có thể chơi tay đôi với Thiếu Lâm được rồi đó anh em ạ. Và chúng ta thấy là kháng tất cả sẽ có 20 ở dây chuyền, 5 ở mặt nạ, 5 ở trang sức và 10 ở phi phong. Và trên đầu của cao thủ Nam Độc cũng có vòng nguyên soái nha anh em ơi. Chỉ thua mỗi phi phong kỹ năng vốn có một cấp thôi. Con ngựa là 1000 máu, con ngựa bồn tiêu. Nhưng mà Nam Độc thì chắc chắn sẽ phải tận dụng cái bùa rồi anh em ạ. Nên là có thua cái phi phong mình nghĩ là vẫn ổn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào trận chung kết giữa cao thủ Nam Độc Võ Gia và cao thủ Thiếu... Xin lỗi anh em, mà Nam Độc Chờ Loe và cao thủ Thiếu Lâm Võ Gia. Nam Độc đã cát bùa được lên người của cao thủ Thiếu Lâm rồi. Hai nguyên soái sẽ thi đấu với nhau. Những phát chặt của Thiếu Lâm là khá chất lượng anh em ạ. Nam Độc phải di chuyển liên tục để né những cái vô tướng chạm của cao thủ Thiếu Lâm. Rất đau luôn. Chúng ta thấy cây máu của Nam Độc tí nữa mà toang rồi. Cây máu của Nam Độc pha đấy chắc mình nghĩ chỉ còn tầm 2% thôi anh em ạ. Hiện tại thì cao thủ Thiếu Lâm chắc chắn đã chữ những mừng giải độc rồi. Anh đang thi đấu tốt rồi ở những giây đấu đầu tiên này, và đã có những pha gần như là kết thúc được cao thủ Nam Độc, dùng một pha ám sát của cao thủ Thiếu Lâm. Vẫn chưa kết thúc Nam Độc được trong những pha vừa rồi. Chắc chắn là cao thủ Nam Độc đã phải nhồi máu khá là nhiều. Chúng ta thấy mức độ làm chậm 120 với phòng thủ cao vậy, nhưng mà vẫn rất đau với những cái đao của Thiếu Lâm. Kỹ hệ nó vẫn là một cái điều gì đó khá quan trọng ở trận đấu này. Nam Độc vẫn chặt những cái chiến tích về phía cao thủ Thiếu Lâm. Thiếu Lâm đang đứng khá tự tin để chặt những vô tướng chạm về phía của cao thủ Nam Độc. Nam Độc đang có những giây phút khựng lại để từ từ tiếp cận với trận đấu. Anh vừa bị sốc ở những cái pha thi đấu đầu tiên. Mình nghĩ là Nam Độc đã mất đi khá là nhiều máu rồi anh em ạ. Chắc chắn là lượng máu trong những pha vừa rồi đã phải bơm đi rất nhiều rồi.
Và Thiếu Lâm thì mình nghĩ là lượng máu của Thiếu Lâm mùa có lẽ là cũng sẽ phải ngang bằng với lượng giải độc, để cho chắc kèo, bởi vì chưa chắc mà cao thủ Thiếu Lâm đã hết được trước máu. Với lợi thế của những bình giải độc, bây giờ Thiếu Lâm đang khá tự tin rồi anh em ạ. Tiếp tục là những pha chém rất chất lượng của cao thủ Võ Gia. Chào tất cả anh em vào sau nhé. Mình đang bình luận nên không thể chào từng người được ạ. Cảm giác như không ổn cho cao thủ Nam Độc rồi anh em ạ. Có vẻ không ổn lắm cho Nam Độc rồi. Mặc dù đã đầy đủ bùa và đã có thêm cả 120 của Nam Độc rồi, nhưng mà Thiếu Lâm vẫn đang trụ rất tốt. Hôm nay Nam Độc này đã có một chiến thắng trước Thiên Vương Bang rồi. Bây giờ tiếp tục phải gặp một hệ kim nữa. Khả năng toàn cho Nam Độc khá cao rồi. Thời gian đã trải qua gần nửa hiệp thi đấu rồi. Vẫn là những cái vô tướng chạm trúng đích, trúng người của cao thủ Thiếu Lâm Võ Gia. Một loạt những vô tướng chạm trúng người thì chúng ta thấy là lượng máu của cao thủ Trở Loe đã sẽ không còn bao nhiêu nữa. Vẫn là những pha chặt 9x từ xa của cao thủ Nam Độc. Mình nghĩ là anh có lẽ phải nên di chuyển liên tục, tránh vô tướng chạm và tận dụng những cái sầu vô hình. Võ Gia đã hết bùa rồi, cao thủ Thiếu Lâm đã hết bùa rồi. Khi mà hết bùa rồi thì sẽ càng khổ cho cao thủ Nam Độc. Anh có kịp cắt bùa vào cao thủ Thiếu Lâm hay không đây? Cao thủ võ gia đã có lẽ là hết máu hoặc là hết giải độc anh em ạ. Khi chỉ còn mỗi bùa thời gian trúng độc thôi thì cao thủ võ gia cảm giác như hình là hết máu hoặc hết giải độc anh em ạ. Nam Độc đã chờ đợi đến giây phút đó và cuối cùng Nam Độc đã ăn rồi. Chắc là hết máu anh em ạ, hết máu và cũng hết giải độc. Cuối cùng Thiếu Lâm liệm luôn anh em ạ. Nam Độc đã là người lên ngôi rồi. Hôm nay Nam Độc này chiến thắng hai cao thủ hệ kim luôn anh em ạ. Nam Độc thắng hai hệ kim luôn ạ.